Hello anh em, chào mừng anh em đến với kênh Đồng Hồ Đỗ Quốc. Thì clip này thì em sẽ giải thích cho anh em về vấn đề là hai đồng hồ cổ nó có xài nước được hay không nha. Như con này nè, đây là con LM nè đó. Khi mà hàng về thì em vẫn đi vệ sinh nha anh em, vẫn vệ sinh cho nó. Mà vệ sinh bằng cách nào? Thì vệ sinh bằng cách là mình dùng cái bánh răng thôi, dùng cái bánh răng chà rửa thế này thôi. Còn tại sao mà nó không bao nước thì để em giải thích cho anh em á, là những con nào chịu nước được và những con nào là không chịu nước được nha. Ví dụ như những con cơ cổ mà thường thường là cái dòng cốt tay, dòng cơ lên dây, kính meca, thì cái dòng đó nó sẽ chịu nước kém hơn những cái dòng cơ tự động và kính khoáng. Tại vì căn bản là cái kính meca thời gian xài thời gian lâu thì cái chân nó sẽ bị rạn và nó rất là dễ bị vô nước ở cái chân, nên thường thường những cái dòng cơ lên dây nó sẽ chịu nước kém hơn. Còn những cái dòng này ví dụ như cơ tự động, kính khoáng, cơ tự động thì ít sử dụng, mình ít lên dây đó. Cơ tự động thì đa phần là anh em vừa lắc là nó chạy thôi, ít lên dây, ít chỉnh giờ, nên thành ra cái nấm này thường thường nó về nó sẽ còn cứng cáp hơn, nó không có bị lỏng, không bị rơ thì chống nước nó sẽ tốt hơn. Và cái phần kính là kính khoáng thì nó sẽ ôm sát cái niềng này đó, kính khoáng thì nó ôm sát cái niềng luôn, nó đỡ bô nước hơn, mức chịu nước nó tốt hơn là những con mà con cơ lên dây nha anh em đó. Thì em nói để cho anh em biết là những cái con nào có khả năng chịu nước được và những con nào thì chịu nước kém, để anh em mình ví dụ như những anh em mình mua thì anh em mình về biết được con hàng mình nó như thế nào. Chứ còn ai hàng của em thì hầu như là con nào chịu nước được hay không chịu nước được thì em cũng không bao nước hết. Thì lý do vì sao không bao nước? Không bao nước là để cho anh em mình sử dụng đồng hồ nó kỹ hơn, nó đơn giản như vậy thôi. Chứ nhiều khi con nào cũng bao rồi anh em về chủ quan đó, anh em về chủ quan rồi thành ra là nhiều khi đi tắm rồi cũng xài nước tắm, nhiều khi tắm nước nóng, tắm nước nóng nó cũng không có tốt cho đồng hồ. Tắm nước nóng thì nó dễ bị hấp hơi đó, nhiều khi nó bị hấp hơi, anh em không biết là anh em nghĩ nó vô nước nhưng mà thực ra nó bị hấp hơi. Chứ còn những con hàng mà ví dụ như hàng cơ như con mấy con này về thì em vệ sinh nó như thế này nè đó, em ngâm cả nước luôn, em chà rửa bình thường chả có vấn đề gì cả. Phải làm sạch sẽ vệ sinh thế này lên bán cho anh em thì nhìn nó sạch sẽ hơn tí. Chứ đâu có con nào mà về là nó sạch sẽ liền đâu, đa phần về đều phải vệ sinh lại hết. Con nào mà chạy không đúng thì phải đi căn chỉnh lau dầu lại hết, thì lên bán cho anh em mới được anh em về và chưa biết sử dụng thôi. Em phải làm kỹ lưỡng thì em mới dám bảo hành cho anh em được, chứ hàng tầm bậy tầm bạ xem dám bảo hành cho anh em đó. Thì em muốn nói luôn về vấn đề nước, nên anh em á đừng có hỏi em là có bao nước không. Tại vì em cũng nói trong rất là nhiều clip em luôn luôn nói về vấn đề này rồi, không bao nước nha, không bao nước tất cả con nào hết á, kể cả là những dòng gọi là dòng chuyên về bơi lội như những cái dòng mà chống nước 200m á, là chuyên cho bơi lội em cũng không bao luôn đó. Mình nói vậy đi, nó nhanh gọn. Anh em nào mình tin tưởng thì mình xuống tiền mua hàng, còn mình không tin tưởng thì thôi. Chứ còn nói là vấn đề mà đồng hồ mà để mà gọi là chống nước tuyệt đối 100% thì rất khó nha anh em, hầu như là không có. Kể cả những con hàng cao tiền mắc tiền như là Rolex hay Omega tầm tiền rất là cao, 100 mấy 200 triệu, 300 triệu một con, cũng chả ai mà đi bao nước cho anh em 100% hết. Tại vì xác suất vô nước 1% vẫn là có khả năng vô nước. Và đồng hồ nó sinh ra chỉ là để đeo, nó giống như là một món trang sức, mình phải giữ gìn cho nó kỹ, chứ không phải là đeo những con mà ví dụ như anh em đeo xong quăng đại không biết bảo dưỡng, không biết giữ gìn nó thì con nào nó chả hư. Vấn đề là người dùng thôi, của bên tại người thôi. Tại sao những con hàng thủy 500-700 năm mà chạy còn rất tốt, mà cũng có những con hàng thủy cũng có hiệu đó luôn nhưng mà nhìn nó rất là nát,
cũng là do người dùng hết cả. Ai mà vô rơi vào những người mà kỹ tính biết dùng thì xài hoài luôn, có thể xài bền cả trăm năm. Ví dụ như những hãng có thương hiệu tên tuổi lớn như Omega hay là Longines hay là những hiệu nổi nổi, những hiệu lớn lớn thì một con đồng hồ xài trăm năm là chuyện rất là bình thường, chả có hư hao gì hết. Vấn đề là do người dùng cả. Tay con này cũng Seiko thôi đó, Seiko LM thôi. Và em vẫn vệ sinh như thế này bình thường, thả nước cả nước luôn này, chả vấn đề gì cả, tùy theo con thôi. Nhưng mà anh em đừng có làm theo em nói chung là em chỉ test như thế này thôi. Ví dụ như con nào mà khả năng mà nó không có nó xui rủi thì nó vô thì em có thể em xử lý luôn. Còn anh em nhiều khi anh em mua về anh em không có xử lý được, anh em để lâu thì nó sẽ bị chết máy. Còn em thì khả năng em là ví dụ như em vệ sinh nó luôn, con nào nó cảm giác mà nó bị vô nước em xử lý được liền luôn thì nó sẽ không bị hư máy. Còn anh em mà để lâu thì nó bị hư máy, là như ví dụ như là nó vô nước để lâu quá thì nó xét nó chết máy, thì những con nó thì cứu khả năng cứu rất là khó. Có cứu được thì nó giờ chắc nó cũng không còn chuẩn xác như ban đầu nữa đó. Vậy nha anh em, mình lưu ý nha, lưu ý những con nào mà khả năng chịu nước được và không chịu nước được. Những dòng mà dòng cơ tự động kính khoáng nó sẽ chịu nước tốt hơn những dòng mà cơ lên dây kính meca. Nên anh em, những anh em nào mà chơi cơ lên dây và kính meca thì anh em phải tuyệt đối kỹ nước đó. Nếu như kính meca mà thay mới thì khả năng nó còn chịu, nó chống nước tốt. Mà kính meca mà kính zin thì đa phần cái chân kính này nè, thường thường là chân kính này nó hay bị rạn đó, những cái chân kính này nó hay bị rạn và khả năng nó vô nước rất là cao, anh em phải rất là kỹ. Còn nếu như mà thay kính meca mới nó không còn zin nữa thì khả năng chịu nước của nó sẽ tốt hơn, nhưng mà nó lại không zin. Và chưa kể là những cái thằng mà lên dây á thì phải lên dây thường xuyên mỗi ngày, thì cái chỗ chốt này nè, chỗ chốt đây nó sẽ dần dần nó bị mòn bị rơ, và khả năng vào nước ở chỗ chốt này cũng rất là, khả năng vào nước cũng rất là cao đó, anh em lưu ý nha. Rồi em xin kết thúc clip ở đây nha anh em.